Ồ, đây có một chiếc khủng long bò xuống nè các bạn ơi. Khủng long bò xuống nha. Chiếc gì vậy ta? Khủng long bò xuống. Đó. Ồ, chiếc này chiếc nhỏ, cái này nó cứng lắm nè. Hình như chiếc này chiếc kho 4.000 rồi phải. Xuống luôn. Xuống luôn, xuống luôn. Đó, các bạn thấy không? Máy cày tên anh ha. Dạ. Cái chú lớn tuổi, chú này là trồng chợ Củ Mày ở lòng hồ Dầu Tiếng Tây Ninh đó các bạn. Chú này chạy cứng lắm, không chở cái mọt lúc nào cũng chất lượng hết trơn á. Mặc dù là xe cũ xe gì ha, vô tay của chú là ngon lành các bạn thấy không, cũng lậu khí thế luôn, dữ dằn ha. Những cao thủ gia lâm chạy có khác. Cái đường này xe máy chạy ra cũng vất vả lắm các bạn. Đó, các bạn thấy không? Xe máy chạy qua nè, dầm dầm dầm. Ở trong là bãi mì luôn ha. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha.